Ngày 3 tháng 10, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh triển khai thực hành diễn tập giai đoạn 2, chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Tham quan thực hành triển khai nội dung này có đồng chí Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh Quân khu 3, trưởng ban tổ chức diễn tập quân khu, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, đồng chí Bùi Đức Khinh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Giai đoạn 2, chuẩn bị tác chiến phòng thủ được tổ chức với 3 vấn đề huấn luyện, gồm điều chỉnh, bổ sung quyết tâm, tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm, phê duyệt quyết tâm cho cơ quan đơn vị. Theo đó, trước những diễn biến phức tạp về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết, kế hoạch chuyển mọi hoạt động của địa phương từ thời bình sang thời chiến. Để đáp ứng yêu cầu bảo đảm trong điều kiện chiến tranh ác liệt kéo dài, với nhiều thành phần lực lượng tham gia, nhất là những hoạt động chi phối khi địa phương bước đầu chuyển mọi hoạt động vào thời chiến. Khung diễn tập của tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bảo đảm cho địa phương chuyển vào trạng thái thời chiến. Hội nghị do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì. Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh đã trao đổi thống nhất chủ trương, đề xuất một số nội dung chỉ tiêu, yêu cầu biện pháp, bảo đảm kinh tế xã hội, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, huy động nhân lực vật lực, bảo đảm cho lực lượng vũ trang, tác chiến phòng thủ.